Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình ha. Thì trong video ngắn hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về các câu hỏi là chuyển từ visa 408, visa Covid hoặc là visa 462 sang visa Student thì sẽ tốn bao nhiêu tiền ha. Thì trong nội dung hôm nay mình sẽ chia sẻ tất tần tật cho các bạn về các loại khoản chi phí, cũng như là trong cuối video là mình sẽ chia sẻ với các bạn một cái đại lý mà mình đã làm việc mấy tháng qua để tạo giúp cho mình có được cái visa 500 ngày hôm nay ha. Ok, thì bây giờ mình sẽ bắt đầu nè. À, và cũng mình cũng chia sẻ thêm cho một số bạn chưa biết về mình thì mình đã ở Úc là được hơn 3 năm rưỡi nha các bạn. Thì mình cũng mới vừa chuyển sang visa học sinh cách đây vài tháng thôi. Thì cái trường mình đang theo học là Charles Darwin University. Thì mình học Hospitality ở Bắc Úc nha các bạn. Đó, thì chia sẻ sơ là như thế. Còn bây giờ cái việc chia sẻ đầu tiên mình muốn chia sẻ cho các bạn đó là cái chi phí để chuyển từ visa 408 hoặc là visa 462. Tức là trong phạm vi hôm nay là mình chỉ chia sẻ cho các bạn là những bạn nào đã hiện tại là đang ở Úc, ví dụ như là visa du lịch này, visa Covid này, visa 462 rồi chuyển qua visa học sinh nha. Còn mà bạn nào đang ở Việt Nam mà hỏi mình về cái chi phí chuyển sang visa học sinh thì sorry các bạn, mình không có giúp được nha. Mình chỉ giúp được những bạn hiện tại đang nè, visa du lịch, visa 500, visa 462, visa 408 Covid chuyển sang visa học sinh nha. Đó. Thì mình lục lại cái tax invoice của mình thì khi các bạn từ visa 600, visa 462, visa 408 mà các bạn chuyển qua visa học sinh ấy, thì các bạn sẽ đóng hai cái khoản phí đó. Thì tổng hai khoản phí này là sẽ là 1.350 đô nha các bạn. Đây là cái của mình làm. Thì cái phí đầu tiên ấy thì sẽ là mình sẽ để cái tên của nó đây nè, nó hơi dài thì mình sẽ viết cái tên đây cho các bạn. Thì cái phí này là sẽ là 650 đô nha các bạn. Đó là đầu tiên. Và cái phí thứ hai đó là cái phí gọi là temporarily application charge. Thì mình cũng để cái thông tin ở đây cho các bạn. Thì cái này là sẽ là 700 đô. Thì các bạn nếu mà visa 600 và visa 462, visa 408 chuyển qua 500 thì bắt buộc các bạn phải đóng hai loại phí này nha. Thì lúc trước là mình cũng đọc thông tin rồi mình cũng nói ủa 408 chuyển qua thì đâu có cần đóng cái 700 đô, nhưng mà phải đóng các bạn à. Đó. Thì là tổng là các bạn sẽ đóng là 1.350 đô nha các bạn. Đó là cái chi phí mà gọi là cái chi phí đóng cho nhà nước để gọi là nộp hồ sơ thôi. Còn cái vấn đề chứng minh tài chính là gì? Thì chứng minh tài chính ấy là các bạn tùy thuộc vào gọi là các khóa học của các bạn, ví dụ như các bạn học master ấy thì các bạn chứng minh tài chính cái tiền nó phải nhiều hơn. Các bạn học diploma ấy, chứng minh tài chính nó sẽ trung bình, và các bạn học cert ấy thì nó sẽ thấp hơn. Thì người ta sẽ căn cứ vào gọi là cái mức gọi là 1 năm, gọi là cái chi phí tài chính 1 năm của học sinh để người ta bắt buộc các bạn chứng minh tài chính. Ví dụ như gọi là cái mức hiện tại là mình sẽ để ở đây, nhưng mình không nhớ kỹ lắm, nhưng mà cái mức hiện tại là mình sẽ để ở đây đi. Đó là chờ gọi là chi phí gọi là học ăn ở ấy, một năm là bao nhiêu tiền đây. Thì các bạn phải chứng minh cho được cái số tiền này. Đó, ví dụ như của mình đi là sẽ là 33.000 máy thôi, cho 34.000 đi. Thì mình phải chứng minh trong tài khoản của mình là có 34.000. Thì mình phải đưa cái gọi là cái bank statement sao kê đó vào cho cái bên nhà nước, thì người ta mới cho gọi là người ta mới processing cái visa 500 của mình nha các bạn. Thì ví dụ tùy nha, mình cũng đã nhắc lại rồi đó, tùy nếu mà các bạn học master ấy thì cái tiền nó sẽ cao hơn. Cái chứng minh tài chính 1 năm ăn ở của các bạn nó sẽ cao hơn. Đó, còn các bạn học diploma thì thấp hơn xíu. Thì cái này nó tùy thuộc vào cái bang của các bạn ở nè, rồi tùy thuộc vào gọi là cái trường của các bạn, rồi tùy thuộc vào cái khóa học. Đó, thì các bạn có thể nghiên cứu thêm. Thì nói chung là hiện tại là có một điều nữa là các bạn có nhiều bạn chưa biết á, là agent ở bên này là người ta làm free cho các bạn nha. Người ta chỉ gọi là người ta lấy tiền từ trường thôi. Nên là các bạn có thông tin gì á, các bạn tìm một cái đại lý uy tín. Sau đó là các bạn cứ hỏi tất tần tật thông tin, người ta hỗ trợ các bạn rất là nhiệt tình. Đó, nên là các bạn khỏi yên tâm về cái vấn đề đó rồi. Đấy, là cái phần này là xong nha. À, còn một cái mình muốn chia sẻ, cái này gọi là kinh nghiệm bản thân mình thôi các bạn. Đó là khi mà trong đầu các bạn có ý định mà gọi là bà chuyển qua visa học sinh du học ấy, thì các bạn phải gọi là các bạn phải đăng ký với đại lý trước đó là ít nhất là 3 tháng sẽ là an toàn nhất cho các bạn nha. Đó, ví dụ như là ở bên Úc này á, là khi các bạn muốn chuyển sang du học ấy thì nó sẽ có gọi là hai kỳ cho các bạn, hai kỳ chính, đó là gọi là vào tháng 2 và tháng 3 là một kỳ, là bắt đầu một kỳ nè, xong rồi là sẽ là tháng 7. Đó, thì trong một năm là sẽ có hai đợt như thế. Thì các bạn phải tìm hiểu với agent để agent tư vấn cho các bạn là là nên học tháng 2, tháng 3 hay là tháng 7. Thì các bạn biết trước đó để mà các bạn nộp hồ sơ. Ví dụ như bạn nào mà muốn học tháng 7 năm sau đi, thì trước đó bó 3 tháng thì sẽ là tháng 4 đi. Tháng 4 năm sau là các bạn phải liên hệ agent rồi, hỏi thông tin trường học này kia các kiểu. Thì nó sẽ gọi là nó ok cho các bạn. Chứ nhiều bạn chờ nước đến chân mới nhảy, ví dụ như cách đó một tháng mới bắt đầu đăng ký, thì các bạn sẽ không có chuẩn bị kịp hồ sơ. Đó, cũng như là chứng minh tài chính, cũng như gọi là vấn đề gọi là thi tiếng Anh. Đó, thì này kinh nghiệm bản thân nhỏ mình như thế. Còn bây giờ trong cái mục cuối cùng hôm nay này là mình sẽ chia sẻ cho các bạn về gọi là cái đại lý mà mình đã làm việc để ra cái visa 500. Thì nói chung là mình, cái này là mình cảm thấy cái dịch vụ nó như thế nào thì mình chia sẻ lại cho các bạn thôi. Chứ mình cũng không có gọi là PR giới thiệu như thế nào, và bên đại lý cũng không nhờ mình làm cái việc này.
Đó, chẳng qua là mình làm mình thấy cái này là bên agent này người ta hỗ trợ nhiệt tình này các kiểu thì mình chỉ chia sẻ lại thôi. Thì bạn nào mà thấy ok thì cứ liên hệ cái agent này để làm nha. Mình không có ăn hoa hồng hay gì từ cái agent này cả. Đó, tại vì mình làm việc mình chỉ thấy ok là mình chia sẻ lại. Thì cái thông tin agent là mình sẽ để ở đây cho các bạn. Đấy. Thì bạn nào mà cần chuyển visa thì các bạn có thể liên hệ để làm visa nha. Thì cái agent này mình nghe nói là làm toàn quốc của Úc này, là các bạn yên tâm, bạn nào bất cứ bạn nào có cần gì thì cứ liên hệ cái agent này. Ok nha. Đó thì hy vọng cái video ngắn hôm nay là sẽ hỗ trợ các bạn trong cái vấn đề thắc mắc về chuyển visa học sinh từ các loại visa như du lịch này, rồi visa 408 COVID và visa 462. Đó. Thì nếu mà bạn nào mà có thắc mắc gì á thì các bạn hy vọng là các bạn có thể bình luận ở trong phần bình luận của YouTube, đồng thời là follow kênh để theo dõi những cái hành trình của mình ở bên Bắc Úc cũng như là chia sẻ về cuộc sống ở bên Úc. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bye bye.